Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả bài chung có chủ đề điều gì đang diễn ra bên trong họ. Họ ở đây là có hai đối tượng, một là người các bạn đang yêu, thì người các bạn đang yêu lại cũng chia ra làm hai. Một là ở những mối quan hệ đang những ngày tháng ngọt ngào xây dựng hướng tới tương lai cùng với nhau, và một đối tượng là đang dính mắc trong mối quan hệ ba người. Còn người thứ hai, đối tượng mối quan hệ thứ hai đó là những người đã chia xa rồi, nghĩa là các bạn đã chia tay, đã ngắt kết nối, nhưng mà vẫn còn một cái điều gì đó băn khoăn trong lòng các bạn mà các bạn muốn biết, thì đó là đối tượng thứ hai các bạn nhá. Mình xin 2 phút trước khi chọn tụ bài, bởi vì mình có cái việc cần phải thông báo như thế này. Một là có một bạn hôm trước có hai bạn comment cho mình, nói là đề nghị mình làm chủ đề về học tập, thì mình nói là các bạn có mong muốn gì thì IB cho mình để mình định hướng những câu hỏi. Thì bạn ấy nói rằng là bạn ý mong muốn là không biết năm sau bạn ấy có thi đạt kết quả để được chuyển trường hay không. Thì mình nghĩ đây không phải là chủ đề học tập, mà đây là chủ đề về công việc, về dự định, về kế hoạch tương lai của các bạn. Cho nên các bạn có thể tìm nghe cái thông điệp mới nhất, đó là những nỗ lực của bạn có thành công hay không trong cái thông điệp của ngày đại trùng tụ giữa sao Mộc và sao Thổ các bạn nhá. Thứ hai nữa là mình vừa đi khám thì phát hiện là mình bị viêm họng chứ không phải là viêm mũi. Mình đang uống thuốc rồi, nhưng mà vì bệnh nghề nghiệp là mình đi dạy cũng phải nói nhiều, cho nên là nó vẫn chưa khỏi hẳn được, cái là mình sẽ gại giọng, mình có thể ho này, thì các bạn hết sức thông cảm cho mình nhá. Và những ai mà không thể thông cảm được thì các bạn có thể lặng lẽ chuyển ra ngoài, các bạn đừng comment những cái điều mà mình nghĩ nó là thuộc về cái năng lượng xấu. Chúng ta mình luôn khuyến khích mọi người truyền tải những cái thông điệp, những cái năng lượng rất là tích cực để tất cả chúng ta cùng nâng cao cái tần số và năng lượng của mình lên. Đương nhiên khi ta gặp năng lượng xấu là cách chúng ta soi gương, nhưng mình mong là những người ở đây ở nghe kênh của mình sẽ toàn là những người có năng lượng tốt cả rồi các bạn nhá. Chứ đừng chê mình là bảo là mình không tiếp nhận, không, những cái góp ý chân thành mình rất là cảm ơn, và mình cảm ơn các bạn, có những bạn đã góp ý để cho mình được tốt hơn rồi, xin cảm ơn bạn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy chọn tụ bài. Các bạn ở trên màn hình các bạn sẽ thấy là có ba tụ bài. Tụ bài thứ nhất là ở đây là viên đá màu xanh đậm, là tụ bài số 1. Tụ bài màu trắng, viên đá màu trắng là tụ bài số 2, và tụ bài màu xanh là viên đá màu xanh là tụ bài số 3. Đây là những viên đá thiên nhiên đấy, người bán nói thế thì nó rất là xấu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài số 1 nhá. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Chúng ta sẽ đến với lại viên đá hình màu xanh đậm. Thì trước hết là mình sẽ xem là ở cái tụ bài mà mình đã soạn sẵn này thì chúng ta sẽ thấy cái gì ở đây nhá. Một này là King of Wands. Đây là mình rút bài rất tự nhiên các bạn nhá. Mình không không muốn mất thời gian nhiều ấy thì mình rút sẵn, chứ không phải là mình soạn sẵn đâu nhá. Rồi, tiếp theo đó là 9 gậy. DM Pro. Đây hai predict. Và đương nhiên là khi mình rút thì mình có nhìn bài và mình thấy nó chưa đủ cái thông điệp thì mình sẽ rút thêm, cho là hôm nay mình rút đến 9 lá. Mà đây là mình trung thành với lại trải bài, chứ mình không có thêm bớt để để cho đúng theo thông điệp của mình đâu nhá. Thì mình thấy này này, ở cái tụ bài này thì mình thấy có cái mấy cái vấn đề như sau. Một là nhân vật nổi lên ở đây, mình không, bây giờ mình không nói nhiều về cung hoàng đạo, nghĩa là không phải cung đó là cung của bạn, mà cung hoàng đạo nó chỉ nói về cái tính cách, cái năng lượng của bạn trong thời điểm đó thôi. Mình thấy ở đây có nổi lên hai năng lượng nam và nữ, mà nó chia đều tất cả các lá bài. Nam ở đây là King of One, Temple, King of Cup. Nữ ở đây là The High Priestess, Queen of Wands và Queen of Swords nhá. Mình thấy có hai nhân vật ở đây thì mình nghĩ là các bạn đang trong mối quan hệ hướng tới tương lai. Bởi vì nhìn những lá bài mình thấy cái điều đó. Bây giờ mình phân tích cụ thể này. Người đàn ông ở đây bạn, nếu bạn là mình cứ phân tích chung thôi, mình nói năng lượng nam và năng lượng nữ, người đàn ông và người phụ nữ, hoặc là chàng trai cô gái gì đó, tự các bạn đổi chiều nhá. Mình thấy hiện lên ở đây năng lượng nam và King of Wands. Một người đàn ông có một cái năng lượng rất là mạnh mẽ. Ở đây có thể năng lượng của Bạch Dương. Bạch Dương là những người dẫn đầu, những vị vua của 12 cung hoàng đạo. Cái năng lượng của Bạch Dương đó là rất là quyết đoán, mạnh mẽ, tiên phong. Một người mà lúc nào cũng có một ngọn lửa đam mê, một ngọn lửa lý tưởng, một ngọn lửa bùng cháy cho những hành động, những lý tưởng đẹp đẽ. Đó là khi hôm qua mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cái người đàn ông, họ đang cầm một một cái gậy này, và giống như là
có một cái gì đấy, một lời nói nào đó, một lời hứa nào đó, một phán quyết nào đó vừa đưa ra, nó thể hiện cho sự mạnh mẽ của người đàn ông này nhá. Mình trong lá bài của chính gậy này thì mình thấy hình ảnh của một người đàn ông đang trồng một cây nho, và anh ta đang ngắm nghía, đang từng ngày chờ cho cây nho nó lớn lên. Thì cái chính gậy này mình không thấy nó mang cái tính chất của một cái sự tổn thương, một sự ám ảnh, một sự rực rào giống như của trong bộ Thanos cơ bản, mà ở đây nó giống như là một cái gì đó vun trồng chờ đợi đã lâu rồi. Các bạn thấy là trong có cái 8 cây gậy này thì chỉ có một cây gậy này lên một cây nho thôi, và nhìn cái thái độ của người đàn ông này, anh ta đã chờ đợi từ lâu đến cái ngày mà hái quả rồi, các bạn cứ tưởng tượng như thế. TM Pro là một người quyết đoán mạnh mẽ, nếu khi ở quan là một người mang tính động, nghĩa là đang chỉ đạo, đang lãnh đạo, thì TM Pro là một người mang tính tĩnh, một người quyền tin tưởng vào cái quyền lực của mình và quyết định của mình, và anh ta sẽ thực thi những điều anh ta muốn. Thì đây, năng lượng nam là một năng lượng rất là mạnh mẽ, nhưng đồng thời anh ta cũng có năng lượng của khi gặp khắp, một người đàn ông rất biết yêu thương, tình cảm này. Cái người khi gặp khắp thường là một người mang một cái tình yêu trưởng thành, một tình yêu xây dựng và một tình yêu chung thủy các bạn nhé. Rồi, tiếp theo lá bài của The High Priority ở đây thì mình thấy có năng lượng của nữ. Nữ ở đây thì có thể các bạn, một này là các bạn là những người có trực giác tốt, có tâm linh, thậm chí các bạn là những tarot reader hoặc là những người có cái năng lượng về thiền định này, về yoga này, về những năng lượng đặc biệt về tâm linh, mình thấy có năng lượng đó. Các bạn là những người mà mình luôn cảm thấy các bạn làm việc bằng trực giác, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe tất cả những gì diễn ra xung quanh mình bằng trực giác. Trong lá bài của The High Priority, các bạn thấy hình ảnh này, cô ấy đang cầm có mặt trăng, rất hết là mặt trăng nó mang một cái năng lượng tâm linh linh rất cao. Thứ hai là trên tay cô ấy đang cầm một cái gì đó và cô ấy hướng vào nó, cô ấy cũng giống như thể là cô ấy giao tiếp với nó, tiếp nhận với nó. Cô ấy giống như là một cái sứ giả của một cái gì đó thuộc về tâm linh, và cô ấy là sứ giả để truyền đạt giữa hai thế giới, đó là thế giới tâm linh và thế giới người. Mình thấy có năng lượng đó. Giữa các bạn là một tình yêu trong Air One. Tình yêu này thì mình nghĩ là nó chưa đến cái độ mà có thể các bạn là những người kín đáo, những người không thích phô trương, không thích thể hiện, nghĩa là cái tình cảm này cũng ít người biết, nhưng nó mang cái năng lượng của một ngọn lửa, nó luôn âm ỉ cháy, nó luôn âm ỉ cháy. Và ở đây mình thấy có 2 năng lượng. Người đàn ông thì các bạn nhìn thấy năng lượng ở King of Wands và Tempero thì các bạn thấy giống như họ đang hành động cho sự nghiệp đấy, họ đang tất cả những hành động của họ hướng tới cho một sự nghiệp, cho tương lai. Còn người phụ nữ thì mang tính chờ, các bạn thấy năng lượng của tính dương đó là hoạt động hướng tới tương lai, năng lượng của nữ là chờ đợi, tĩnh tĩnh lặng và chờ đợi. Thì cả TM The High Priority cũng là tĩnh lặng chờ đợi, Queen of Wands cũng là tĩnh lặng chờ đợi, và Queen of Wands thường nói đến một cô gái rất là năng động, tự tin, tràn đầy năng lượng, và cô ấy tin tưởng vào tất cả những gì cô ấy đang làm, và cái cách cái lá bài bố trí thì cũng đang chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp đến ở tương lai. Tiếp theo là Queen of Swords. Queen of Swords thường nói một người nữ rất là lý trí, thông minh, lý trí, hiểu biết. Và các bạn nhìn thấy hình ảnh của một nữ hoàng, nàng đang đang cầm một thanh kiếm ấy, nàng cái thanh kiếm nó đại diện trí tuệ của nàng, một tay nàng để lên ngực, nó biểu hiện cho nàng đang đang cầu xin, cầu nguyện một điều gì đó, nàng đang cảm ơn một điều gì đó. Có nghĩa là đi với năng lượng của The High Priority thì thường nói đến một người nữ họ nhận thức ra một điều gì đó rồi, và họ hướng tới điều đó với tất cả cái niềm tin tưởng, niềm biết ơn đối với lại thế giới, đối với lại vũ trụ các bạn nhá. Và lá bài của The Child thì mình nghĩ là nó không thuộc về cái năng lượng của nam hay của nữ, mà nó thuộc về cái năng lượng của cái The Child, là năng lượng của cự giải, thường nói về cái người mà các bạn thấy con cua đấy, nó đi trên đâu, nó đi ở đâu, nó cũng mang mang trên vai cái nhà của nó. Thì The Child nghĩa là các bạn hướng tới việc xây dựng một gia đình, và đó là một gia đình cự giả là những người rất coi trọng gia đình, rất chăm lo cho gia đình là lý tưởng sống của cuộc đời của họ. Thế đây nó đại diện cho cái việc cái chuyến xe này là chuyến xe hướng về tương lai, hướng về gia đình. Và ở đây có một người đàn ông, ở đây có thể nói về người đàn ông của bạn, nó có hoặc là lá bài nó đại diện cho tình yêu của hai người, đó là một tình yêu đạt đến sự trưởng thành, đến cái sự xây dựng, các bạn đang chờ đợi đến ngày xây dựng cùng với nhau nhá. Thì mình thấy ở tụ bài số 1 nó là câu chuyện của những người đang yêu và có hướng xây dựng tương lai nhé. Rồi bây giờ mình sẽ xem đến câu hỏi đó là điều gì đang diễn ra bên trong họ. Thì họ ở đây, nếu các bạn là nữ nghe thì đó là nam, còn nếu là nam nghe thì đó là nữ, hoặc là chúng ta cứ lên bài rồi chúng ta sẽ phân định sau nhé. Điều gì đang diễn ra bên trong họ? Điều gì đang diễn ra bên trong họ?
kiểu gì đang diễn ra bên trong họ. Cái rút bài này cũng mất rất nhiều thời gian, rồi 10 xu. Chứ các bạn có thể từ nhanh hay không là tùy các bạn. Rồi, 6 vậy. Để mình rút lại nhé, nó bị ngược bài. 6 gậy, 4 cấp, 10 xu này, 6 gậy, 4 cấp này, đầu rùa. Phèo khắp, 7 xu. Cần nai học khắc, strang, chân mần. Mình thấy ở cái trả bài này có lẽ này là một cái tụ bài ngọt ngào từ đầu chí cuối, nghĩa là ở cái trả bài tổng quan chúng ta cũng đã thấy được cái tinh thần xây dựng của các bạn, những cái gọi là mình cảm nhận thấy những người chọn tụ bài số 1 là những người đang yêu một tình yêu nó trưởng thành, nó không quá ngọt ngào, nó không quá phô trương, nó không quá theo kiểu là phô trương này, gì nhỉ? Thôi cứ gọi là phô trương, nó không quá phô trương và nó cũng không quá theo kiểu là bành trướng ấy. Có những người yêu một cách bành trướng, thật mình dùng cái từ bành trướng là không sai, có những người yêu một cách bành trướng, cảnh chụp những cảnh hôn nhau rồi là tựa vai bá cổ rồi là tỏ tình rồi là quà cáp để đăng lên Facebook, thì đó thì nó, theo mình nghĩ đó là quan điểm của mình, đó là phô trương đó, thì thậm chí là bành trướng. Bởi vì hôm trước mình thấy các bạn nói rằng là cần phải đăng lên để xem người yêu có mình của mình có bị có ai nhận đó là người yêu, nhận đó là người yêu của mình được không ấy. Đó thực ra cái đó lại đùa thôi, nhưng mình nghĩ cũng là một kiểu bành trướng để giống như là khoanh vùng là đó là của ta đúng không, người đó là của tôi rồi đấy, thì kiểu như thế. Thì mình thấy ở những người chọn tụ bài số 1, các bạn có cái năng lượng của một tình yêu trưởng thành kín đáo nhưng vô cùng mãnh liệt trong lá bài của AM1 ở cái tụ bài cửa trả bài thứ nhất đấy nhá. Thì mình thấy là ở đây khi mình cảm nhận bài chung thì mình thấy có một cái năng lượng, đó là các bạn hướng tới 10 xu. Các bạn hướng tới 10 xu, hướng tới gia đình, mà cái gia đình của các bạn ấy nó không đơn thuần là cảm xúc như của 10 ly nữa, mà nó hướng tới cái sự trọn vẹn đủ đầy của 10 xu. Mình thấy giữa các bạn mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có những cái thử thách, những cái phải vượt qua khó khăn để đến được với nhau, cho nên nó có lá bài của 6 gậy ở đây. 6 gậy đây vẽ hình của một đêm, tất cả những cảnh vật dưới màn đêm ấy, nó đang còn, mình cảm nhận ở lá bài đang còn có cái khí lạnh của một đêm ấy, khí lạnh, cái sương lạnh của màn đêm, thì mặt trời chiếu xuống xua tan những cái giá lạnh đó đi, xua tan những cái đóng băng đó đi để lộ ra dưới ánh mặt trời đấy. Vậy thì ở đây nó giống như là các bạn, giống như nếu như ở thời kỳ trước mình đoán những người chọn tụ bài số 1 này, thì ở thời kỳ trước các bạn đã từng hoang mang về cái mối quan hệ này, từng hoang mang về những khó khăn liệu các bạn có thể vượt qua được hay không, thì đến đây giống như là cái sự hoang mang đó đã được mặt trời chiếu rọi để các bạn nhìn rõ tất cả những gì mà mình mong muốn. Các bạn của 4 cấp ở đây vẽ hình của một cô gái đang suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ ở đây thì khi nó đi liền với đời world thì mình không nghĩ là suy nghĩ băn khoăn, mà các bạn đang làm thế nào để các bạn suy nghĩ đến một cái kết đẹp đẽ như đời vua này. Và mình thấy ở đây có cả sự mơ mộng, nghĩa là đôi khi mình có cảm giác như các bạn đang làm việc, các bạn cũng dành thời gian để các bạn mơ mộng, các bạn nhớ về người đó, và đặc biệt là người này, mình thấy dù là nam hay là nữ thì các bạn đều là những người độc lập, mà người có năng lượng của độc lập tự chủ, có nghĩa là các bạn không để người khác, cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Bởi các bạn thấy cái lá bài của Fire Cup ấy, hãy vẽ hình của một cô gái, mà cô gái đang cầm trên tay chiếc cốc, có con cá nó đang nói chuyện với cô ấy điều gì nhưng cô ấy không nghe, nghĩa là cô ấy nhìn đi chỗ khác. Nó biểu hiện rằng tất cả những cái quyết định của họ, tình cảm, cảm xúc của họ không để người khác chi phối. Đây là người rất là mạnh mẽ, tự chủ và độc lập. Tiếp theo lá bài của 7 của Seven of Pentacles, nghĩa là
một cô gái đang đi hái hoa, ở trên có 7 bông hoa và cô ấy không biết là nên hái bông hoa nào. Thì ở đây mình hiểu, mình thấy một điều là các bạn đang sắp xếp, các bạn đây không phải là băn khoăn mà các bạn đang suy nghĩ sắp xếp làm sao để có thể trở về cho lá bảo cửu nam, khát cho cái sự trở về, mang cốc tình yêu này đến cho cái người mà họ yêu, mà người mà họ yêu là một cô gái rất dịu dàng, rất thông minh. Ở lá bài của Stan chính là sự dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự thông minh đấy, và họ mong rằng cái người đàn ông này, họ mong rằng sẽ có một chất mần ở đây. Cái chất mần là có một sự thay đổi, một sự tái sinh tốt hơn, giống như là họ cảm thấy cuộc đời của họ từ đây sẽ bước sang một trang khác, họ với bạn sẽ là một cuộc đời khác đẹp hơn, tốt hơn ở một cuộc đời, ở một cái chặng nào đó ở phía trước nhá. Thì mình thấy ở đây có lá bài của chất mần. Ở đây thì mình thấy này, có đờ hai predicted là một, chất mần là hai. Thì mình thấy ở nó mang cái năng lượng của đây là một mối quan hệ mà mình nghĩ là có cái sự gặp gỡ của tâm linh ở đây, sự gặp gỡ của tâm linh, sự sắp. Thực ra thì mối quan hệ nào cũng là một hợp đồng linh hồn cả, nhưng mà khi có chất mần thì đây là một mối quan hệ mà kiếp trước các bạn đã gặp nhau để học một bài học nào đó rồi, và cái bài học đó học chưa xong thì kiếp này cái mối tình này sẽ tiếp nối cái bài học của kiếp trước các bạn nhá. Đó thì mình thấy cái năng lượng đó, thì nếu các bạn muốn biết được cái bài học kiếp trước là gì thì chúng ta phải check cái hợp đồng linh hồn của các bạn. Thì có thể tiếp sau đây mình sẽ làm cái một là mình sẽ làm chủ đề hợp đồng linh hồn của bạn, hoặc là kiếp trước bạn với họ là ai, ở đấy mối quan hệ của bạn và họ ở kiếp trước và nó có ảnh hưởng gì đến kiếp này hay không. Thì cái này để các bạn có thể comment ở dưới cho mình, đó là các bạn muốn chủ đề nào các bạn nhé, và các bạn chia sẻ những suy nghĩ của các bạn về trải bài, hoặc những tâm tư, những cái vướng mắc của các bạn, thì mình một là mình sẽ làm trải bài, hoặc là mình sẽ có những bài viết riêng để mình truyền tải đến các bạn. Ví dụ mình hay đăng ở trên kênh này, hiện tại bài đang ở kênh này, hoặc là ở Zalo hoặc Facebook của mình, thì các bạn có thể đón đọc thêm. Cái nào cần trả bài thì mình trả bài, còn không thì mình sẽ viết những bài như thế nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay cái trả bài của tụ 1 thì mình thấy đã đủ rồi. Thông điệp đến đây là đủ rồi, và khi nó đủ rồi thì mình sẽ không rút thêm nữa, bởi vì nó trọn vẹn rồi. Đấy, cho nên là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn để lại like, comment cho mình, và nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhá. Mình có nhận trả bài riêng tarot. Mình thì rất bận, nhưng mà riêng buổi tối mình dành cho tarot, cho nên là các bạn, nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với mình. Tất cả thông tin thì mình để ở phần mô tả và phần chọn tụ bài nhá. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. 2. Ở tụ bài số 2 chúng ta sẽ đến tụ bài này. Bây giờ mình sẽ dùng bài, mình sẽ phân tích bài. Ở đây mình rút bài để mình tiết kiệm thời gian, và mình hứa với các bạn là đây là mình rút bài theo đúng cái mạch của bài, chứ mình không có sự sắp xếp vào đây các bạn nhé. Bởi vì mình muốn tiết kiệm thời gian, và mình cũng có một cái ý định, đó là mình xem là những cái tụ bài ngày hôm nay nó có định hướng, nó có những định hướng riêng biệt hay không. Đấy, để nếu như mà mình mà thấy là nó, những cái tụ bài nó trùng nhau chẳng hạn, nó cái thông điệp của nó trùng nhau, ví dụ như là bao giờ mình check cái năng lượng là cái năng lượng của cái cặp, cái mối quan hệ đó như thế nào, và mình thấy nếu nó trùng nhau thì mình sẽ xin rút lại. Đó là cái cách làm việc mà tại sao bây giờ mình lại rút sẵn là như vậy. Có nghĩa là mình sẽ rút sẵn 3 tụ bài, và trong cái 3 tụ bài đấy mình xem mình muốn hướng tới những đối tượng khác nhau như thế nào, để tất cả mọi người đều cùng có thông điệp ấy, thì mình sẽ rút sẵn để mình xem là nó có khác nhau hay không. Và nếu nó có khác nhau, nếu nó trùng nhau thì mình sẽ xin rút lại. Và trong cái sự rút lại này không có cái sự sắp xếp nhé, nghĩa là hoàn toàn tự nhiên. Còn một số bạn nào đó mà nói là về làm về cung thì mình không làm về cung, bởi vì mình quan điểm thế này này, mỗi người mỗi cung, tuy là cùng một cung nhưng mà mỗi một cung đó, ví dụ như mình cũng là song ngư, người khác cũng là song ngư, nhưng hành trình song ngư của mình khác hành trình song ngư của người khác, bởi vì nó phụ thuộc vào cái hợp đồng linh hồn của mình, nó phụ thuộc vào cái quá trình giác ngộ của mình, nên là cung không giống nhau được. Chứ là có thể người khác họ làm, với lại cái này cũng có nhiều leader khác làm rồi, cho nên là mình không làm nữa. Những cái gì người khác làm thì mình cảm thấy đã đủ rồi thì thôi, nhưng mình mới bản thân mình thì mình không làm cung, là lý do là vì như vậy các bạn nhá. Bởi vì có một số bạn đề nghị nhưng mà mình không làm. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trải bài này.
Ở cái trả bài này, cái đập vào mắt mình đầu tiên là bài lá bài cờ nào sót, và mình có cảm giác như là đi khi nó đi liền với lá bài của tám kiếm và đập phun ấy, mình có cảm giác như các bạn, mình cảm nhận đến những người mà các bạn đang gặp một cái bế tắc gì đó đến mức mà mình nói cho các bạn đừng chê là bảo là mình nói nhiều, nhưng mà đúng là phải có những cái liên tưởng như thế này để các bạn hiểu này. Các bạn có đọc câu chuyện cổ tích là có một ông vua có hai cái ú ở trên lưng không? Đó, thế là ông có hai cái ú ở trên lưng, thế một ngày tóc của ông quá dài rồi, ở các triều thần nói là thưa bệ hạ là bệ hạ phải cắt tóc đi bởi vì nó quá dài rồi, thì bắt đầu là vi tìm một người thợ cắt tóc ở rất xa, và giống như hình như có bịt mắt họ thì phải, bịt mắt họ và nói rằng là ngươi không được nói tiết lộ cái bí mật là trên lưng của đức vua có hai cái u ấy, có hai cái bướu ấy đấy. Thế là người cắt tóc đồng ý, thế là ông ta sau khi cắt tóc xong ông ta trở về nhà, thì ông ta không, cái đó nó trở thành một, các bạn có tưởng tượng là những người mà họ không thể giữ được bí mật ấy, họ bác ấy cảm thấy là ôm giữ cái bí mật này ở trong người nó giống như một cục u, nó giống như một cái mụn, bác ấy không thể nào bác ấy chịu đựng được. Thế là một hôm bác ấy đi thật xa đến một khu rừng rất to, và bác ấy hét ầm lên 3 tiếng, bác đào một cái lỗ nữa hét thật to là trên lưng của đức vua có hai cái ú, nghe là giống như bác xong bác hét xong một cái thì bác cảm thấy là toàn trên, nghĩa là toàn người nó nhẹ nhõm và bác vui vui vẻ ra về. Mình đã mất công kể rồi thì mình kể luôn cho các bạn nghe, đó là ở trong có một cái cây đại thụ, một cái đại thụ nó đã giống kiểu là cũng không phải biết là có thành tinh hay không, nhưng nó sống hàng trăm năm hàng nghìn năm rồi, nó hấp thụ được tiếng nói của con người. Thế là một hôm nhà vua mới là cái trống ở trong 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 hoàng cung ấy, nó bị hỏng, thì nhà vua mới sai quân lính đến cái rừng đó để đẵn một cái cây về làm cái trống, thì quân lính chọn đúng cái cây đó, và sau khi mà cái trống hoàn thành thì vừa cứ đánh lên nó không kêu tùng 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 mà nó kêu là trên lưng nhà vua có hai cục cái hai có hai cái bướu á. Thì lúc đó câu chuyện này nó kể ra rằng trên đời này chúng ta không che giấu được cái gì cả. Đó, một câu chuyện nó rất là ý nghĩa và mình nghĩ là cũng cần kể cho các bạn nghe. Không có cái gì có thể che giấu được hết, giống như cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng toàn ra vậy nhá. Rồi bây giờ chúng ta trả bài là mình kể câu chuyện này là bởi vì mình thấy các bạn đang có một cái sự bế tắc nào đó, và mình có cảm giác như các bạn nó đè nén ở trong tâm các bạn muốn hét lên, muốn 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 bùng nổ để làm sao nó bứt. Các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn bị một cái dây trói chặt và các bạn chỉ muốn làm sao cho cái dây nó bung ra, nó tỏa, nó bung ra ấy, để các bạn giải thoát được khỏi một cái vướng mắc nào đấy. Mình thấy có cái năng lượng đấy, và cái vướng mắc này bạn chỉ mong sao nó bung ra để bạn được sống như đờ phun, bạn được sống, bạn tung tăng đi trên cái hành trình của mình, không chịu bất cứ áp lực nào, không chịu bất cứ cái sự đè nén nào, một cái nỗi đau khổ nào, cái đè nặng trên vai nào các bạn nhá. Ở đây mình thấy có năng lượng của chín gậy, của the moon và của the hermit, thì mình thấy có một cái năng lượng là các bạn cảm thấy sợ, cảm thấy có một cái nỗi sợ, một nỗi đau, đây là nỗi sợ, một nỗi ám ảnh, một nỗi buồn, một sự tổn thương nào đó nó khiến các bạn cô đơn vô cùng. Các bạn cô đơn, bạn rơi vào bế tắc cô đơn hoang mang trong đời phun, và ở đây giữa cái việc đó là sống tiếp, mình có cảm giác là này, dựa vào lá bài của đời phun đang có cái biểu hiện của cái việc là các bạn muốn buông tả, muốn được sống như mình muốn ấy, thì ở đây có hai trường hợp được đưa ra, bởi vì khi nó đi liền với hai kiếm thì đây chính là hai trường hợp, nghĩa là nếu bạn các bạn sẽ sống tiếp với một mối quan hệ mà các bạn cảm thấy buồn, các bạn bị tổn thương, thì cái sự tổn thương này có thể là một trong hai người tổn thương với nhau, hoặc các bạn bị tổn thương trong điều đó, hoặc các bạn bị ám ảnh sợ hãi một điều gì đó trong cái mối quan hệ này. Thứ hai, bạn có năng lượng của sự cô đơn, the moon biểu hiện một sự cô đơn không người chia sẻ, không người thấu hiểu, và thứ hai đó là sống trực sống thực sự với đam mê của mình. Trong lá bài của Air One thì các bạn không thể không 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 thể phân biệt được, lá bài của hai kiếm nó giống như một người cứ cân đi cân lại, đo đi đo lại để xem thực sự mình muốn gì, nhưng cuối cùng các bạn không đo được và bạn cứ để cho đời hangman xuôi dòng, buông xuôi, trôi lững lờ giữa dòng sông, nó muốn đi đâu thì đến, các bạn phó mặc cuộc đời của mình, bởi vì các bạn cũng giống như người ẩn sĩ này, các bạn đang ở trong một cái đồi núi ấy, một cái đoạn đường hang vắng, các bạn thắp lên một ngọn đèn nhưng các bạn không biết rằng các bạn sẽ đi đâu cả. Thì mình thấy cái năng lượng của tụ bài số 2 là những người như thế các bạn nhá. Rồi thì con đây, ở đây cái đại bài của chúng ta đó là điều gì đang diễn ra bên trong họ, thì ở đây họ ở đây có thể là bạn hoặc là đối phương của các bạn, bởi vì những trải bài của mình bao giờ nó cũng mang năng lượng hai chiều các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chính cái bộ tarot cơ bản này để đi tìm thông điệp điều gì đang diễn ra trong họ. Họ là cái người trong cuộc này nhé, mà chúng ta vừa phân tích, hoặc có thể là bạn. Điều gì đang diễn ra?
bên trong họ. Thực ra mình nghĩ là cũng nên làm một cái trải bài là điều gì đang diễn ra bên trong bạn ấy. Hôm trước có một bạn, bạn ấy nhờ mình trải bài về cái việc khám phá bản thân ấy. Thì mình nghĩ là họ họ làm một cái chủ đề trải bài riêng với mình, bởi vì mình chia ra nhiều chủ đề trải bài riêng. Trong đó có một chủ đề là khám phá và hoàn thiện bản thân. Thì khi mình trải cái bài trải bài riêng đó, mình cảm thấy rất hay. Đã bao giờ các bạn nghĩ là chúng ta nên giải phẫu mình chưa? Chúng ta nên giải phẫu mình để chúng ta biết được mình là người như thế nào, những cái tiềm năng, những gọi là những khả năng tiềm ẩn của chúng ta, những cái điều mà chúng ta có ở bên trong mà chúng ta chưa khai phá được, chúng ta chưa biết hết được. Đó, mình thấy nó là một chủ đề khá là thông minh. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Điều gì đang diễn ra bên trong họ? Bạn rất là liên kết. Năm kiếm. The Fool. Mình ở đây có, mình có cảm thấy có một người khao khát được sống tự do, được sống như mình muốn. Nhưng mà cái việc mà sống tự do hay sống như mình muốn nó đúng hay không thì nó lại tùy vào trường hợp nhá. Chứ không phải các bạn cứ khao khát thì mình nhìn thấy ở đây thì mình cho cái tự do là đúng hay sai. Nó tùy vào trường hợp. Bởi vì hôm qua mình nói chuyện với một người đàn ông đang đứng giữa gọi là gia đình và cô bầu của mình ý. Nói thẳng là niềm đam mê thực sự của mình. Anh có nói một câu rằng là cái gì nhỉ? Là đàn ông ai cũng thích vợ mình phải coi mình là trung tâm. Nhưng mà mình có nói với anh ấy một câu thế này, cái này thì nó còn tùy, đúng không các bạn? Các bạn có một người chồng mà người chồng nó phải thực sự là cho bạn cái sự ngưỡng mộ, cho bạn niềm tin, cho bạn chỗ dựa thì bạn mới coi họ là trung tâm được chứ. Bây giờ bạn cứ đi nhậu tối mịt, đêm tối 11, 12 giờ bạn mới về, việc gì bạn cũng ỉ lại cho vợ cả. Bạn trước này bạn chê vợ xấu, bạn chê vợ đủ thứ thì làm sao vợ coi bạn là trung tâm được? Các bạn có cảm thấy vô lý không? Đúng. Đó, cho nên là cái default ở đây, mình nói cái điều này không phải là nói xa đề, mà để cho những người nghe ở tụi bài này, dù là bạn hay đối phương của bạn, thì các bạn cũng phải hiểu rằng default này cứ không phải là cái điều các bạn khao khát tự do, các bạn khao khát thay đổi thì cái tự do hay thay đổi đó cũng đúng, không đúng. Nó tùy vào từng hoàn cảnh các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ trải bài. Điều gì đang diễn ra bên trong họ? Mình thấy có một sự sụp đổ ở trong họ. Mà cái sự sụp đổ này mình nghĩ không phải là chủ quan, mà mình thấy, không phải là khách quan mà là chủ quan. Họ, mình cũng cảm thấy ở đấy, ở đây mình không phải là cái sự sụp đổ của cái sự thay cũ đổi mới, một sự rạn vỡ. Họ muốn kết thúc một cái gì đó, họ muốn đánh đời, đập đi một cái gì đó, kết thúc cái cuộc chiến tranh này đi để có một đời phương ra đời, có nghĩa là có một cái con người mới ra đời. Và ở đây mình, đây đúng là thay cũ đổi mới đấy, mình xin lỗi, mình diễn đạt lại thay cũ đổi mới. Và ở đây mình cảm nhận thêm được một ý nữa, đó là có những người mà thực sự họ cảm thấy họ bế tắc, bởi đời thao nó cũng là một sự bế tắc. Bởi các bạn nhìn thấy cái tòa tháp này nó cũ kỹ này, những linh hồn trú ngụ ở trong này đã lâu lắm rồi nhưng họ không chịu thay đổi, và cuối cùng thì ở trên thì đánh xuống, ở đất thì nổi lên để cho cái tòa tháp phải sụp đổ, và những linh hồn lúc đó không còn cách nào khác phải chạy ra khỏi cái tòa tháp này. Thì nó nói rằng cái sự, tất cả những sự việc diễn ra để nó tác động, để nó thay đổi một cái gì đấy đã không còn hợp thời rồi, để ra đời một con người mới, một hoàn cảnh mới ở đây. Nghĩa nhá, đó là hai chiều hướng, các bạn phải lắng nghe hai chiều hướng cho mình. Và nhất là khi có Wheel of Fortune, nghĩa là bánh bài, lá bài bánh xe số phận ở đây, The Moon ở đây, thì càng hiểu cái điều đó. Đây là sự tác động của vũ trụ để có một sự thay đổi lớn trong lá bài của tám ngận. Trong cái hoàn cảnh này thì đó, nghĩa là mình đang phân tích cái diễn biến của họ đấy, nhưng mình nghĩ đây là khách quan. Đấy, khách quan có nghĩa là cái điều, nghĩa là vũ trụ tác động đến để yêu cầu họ phải nhận thức ra điều này. Họ có nhận thức hay không thì riêng trải bài này mình lại phải rút thêm một trải bài nữa. Đấy, vậy thì ở đây mình thấy ở tụ bài này mình phải rút thêm một trải bài nữa. Ở đây mình thấy có năng lượng của 7 kiếm, có một cái sự nghi ngờ ở đây. Thì mình cảm thấy nên là cái nghi ngờ, cái hoài nghi, cái 7 kiếm, một là nghi ngờ, hoài nghi, hai là muốn rời khỏi một mối quan hệ. Mà theo mình nghĩ nó thuộc về cái năng lượng thứ hai, đó là rời khỏi một mối quan hệ. Mà mình thấy ở cái mối quan hệ này, các bạn nhìn thấy cái bố trí và hai lá bài này,
Người đàn bà mang năng lượng ở quy nào sót rất là lý trí, thông minh, nhạy bén, có phần nguy hiểm. Nó đánh quy nào sót là nó đánh phần có phần nguy hiểm đấy nhá. Những người quy nào sót là những người bảo bình. Các bạn là phải nhớ là trong cung hoàng đạo ấy, nó gọi là có đỉnh đỉnh, có gọi là cái gì nhỉ, đỉnh cung hoàng đạo ấy. Ví là ví dụ như thế này, 7 cung đầu tiên của song ngư nó sẽ thuộc về bảo bình, nghĩa là 7 ngày đầu tiên của những người thuộc về cung song ngư sẽ thuộc về bảo bình, 7 ngày đầu tiên của cung bạch dương sẽ thuộc về song ngư, 7 ngày đầu tiên của kim ngư sẽ thuộc về về bạch dương, vân vân. Cái gì nó gọi là cái gì nhỉ, cái gì có liên quan từ đỉnh, tự nhiên mình quên hết, quên mất từ ngày mình sinh con xong cũng tự nhiên mình quên mất từ. Thì mình muốn nói rằng là bởi mình là cung bảo bình, mình một nửa của bảo bình một nửa của song ngư, nên mình rất hiểu. Hôm trước mình viết cái bài top 5 hoàng đạo cao thủ tâm cơ, nên là một số bạn bảo tâm cơ là xấu, không không hề xấu. Ở đây mình phân tích cho các bạn nghe, quy nào sót là những người mang cái năng lượng của giật cực kỳ thông minh, lý trí và quyết đoán ấy. Các bạn có tin là ví dụ như là có một ngày có một người nói với bạn là chồng của bạn ngoại tình đấy, thì nếu các bạn là những người không phải tâm cơ thì các bạn nhảy dựng lên, các bạn gào lên, các bạn đi, các bạn nói với bạn bạn đến chạy với mách mẹ chồng, bố mẹ chồng, anh em nhà chồng rồi bạn bè rồi đợi chồng về, các bạn làm ầm lên, thì đó là những người không có tâm cơ. Nhưng mà những người có tâm cơ thì họ bình tĩnh vô cùng, trước hết họ xử lý cái câu bừa bộn kia đã, họ xử lý mình cư xử. Tuy nhiên chồng mình không như thế, nhưng mình sẽ xử lý như thế. Mình luôn luôn khẳng định rằng mình không tin chuyện đó. Mình trước hết đầu tiên là mình không tin chuyện đó, bởi bạn biết vì sao? Khi mình không tin thì cô kia cô ấy sẽ phải tìm mọi cách để cố chứng minh cho mình thấy là để cho mình tin. Vậy thì lộ hết tất cả những cái của hai người, bạn không cần tra mà cô ấy phải khảo, bởi vì một người mà đã cả gan gọi điện đánh ghen ngược thì đây là một người không hề tâm cơ, các bạn phải nhớ cho mình. Hoặc cái tâm cơ của cô ấy là một cái tâm cơ khác, không thể xứng với những người theo kiểu là trí tuệ được đấy. Thế là bạn không cần đánh, cô ấy phải khai. Thứ hai, bạn khẳng định cho cô ấy biết chồng bạn không phải là người như thế. Đó là thể hiện cái tầm của bạn. Cái tầm gì thì ở đây mình không nói nhiều bởi vì nó loãng cái thẻ bài ra. Nhưng mình chỉ thấy rằng cái quy nào sát này chính là như vậy. Và King of Wands là Bạch Dương. Bạch Dương là những người sống trong cảm xúc các bạn ạ. Nói đến Bạch Dương là nói đến cảm xúc. Lá bài gậy này cũng như thế. Một người có phần hơi mơ mộng. Cái mơ mộng nó hơi kỳ lạ, giống như sống ở trên mây ấy. Mà đi liền với quy nào sát thì nó rất khó. Các bạn phải hiểu cái điều đó, rất khó để hòa hợp. Cho nên sẽ có một trong hai người có năng lượng của The Moon, đó là cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này. Đấy, vậy thì cái cô đơn trong mối quan hệ này nó còn biểu hiện đây là một mối quan hệ nghiệp quả các bạn nhé. The Moon mà đi với The Tower, với lại Queen of và với lại The Wheel of Fortune ấy, thì nó thuộc về một mối quan hệ nghiệp quả. Các bạn đến dạy nhau những bài học lớn, những bài học vô cùng đau đớn để các bạn nhận thức ra một cái việc gì đó. Đấy, của cái sự thay đổi đây, sự thay đổi đây. Hai ba lá bài này, đây tòa tháp, đầm phun và tám gậy đều là sự thay đổi. Đấy, vậy thì cái nhiệm vụ của các bạn đó là cái sự cố này đến để bắt các bạn phải thay đổi, và nếu chừng nào các bạn chưa thay đổi được thì nó vẫn cứ nhùng nhằng trong mối quan hệ này, và nó cứ nhùng nhằng nó làm cho bạn đau khổ, nó hút toàn bộ năng lượng của các bạn đi. Các bạn trở thành một người giống như mất toàn bộ năng lượng, giống kiểu như hút máu ấy. Máu là cái mạch để duy trì ở cơ thể, và khi nó mất đi rồi thì bạn không thể sống được nữa. Các bạn cứ tưởng tượng như vậy. Vậy thì ở đây có một cái vấn đề ở đây, đó là một là cái mối quan hệ này nó sẽ thay đổi, và thay đổi này để hai người quay trở lại với nhau là những con người hoàn toàn mới, hay là thay đổi để mỗi người đi tìm một cái người phù hợp với mình nhá. Vậy thì cái cả bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn về mình sẽ trả bài về vấn đề này đấy. Xin lỗi các bạn vì mình nói nhiều, bởi vì như này này, bệnh nghề nghiệp của mình khi mình giảng bài ở trên lớp ấy, người học sinh viên phải hiểu bài, nghĩa là mình phải diễn giải, phải lấy ví dụ, phải làm sao để cho họ hiểu bài. Cho nên là các bạn, cái này thì mình nghĩ là mình không cầu các bạn, mình không không yêu cầu các bạn thông cảm, ai hợp năng lượng với mình thôi. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy mình nói dài thì các bạn có thể lặng lẽ đi ra nhá, bởi vì là chúng ta không hợp năng lượng và tần số với nhau. Còn các bạn đừng comment ở dưới là mình thế này, mình thế kia. Mình rất mong rằng chúng ta ở lại đây sẽ mang cái năng lượng tốt, và những người có năng lượng tốt là những người luôn truyền tải thông điệp tích cực, lời nói của họ nó cũng thiện lành, hành vi của họ nó cũng thiện lành, nó làm cho
cho người khác lắng nghe, thấy họ sai mà họ vẫn tâm phục khẩu phục thì đó là năng lượng tốt. Còn những người nói ra chỉ để phê phán, chỉ để phán xét, chỉ để chê bai, chỉ để hạ thấp người khác xuống thì đó là năng lượng xấu. Và mình nghĩ là năng lượng xấu là cái điều chúng ta nên tẩy chay các bạn nhé. Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp nhận theo cái tình huống soi gương, nhưng mà chúng ta phải tẩy chay để cho họ phải sửa đổi họ đi nhé. Rồi mình phải xem đó là cái mục đích của cái sự thay đổi này, cái mục đích của cái việc mà vũ trụ sắp xếp ra cái sự thay đổi lớn này là vì điều gì. Ai là ngoan, cả hai bên thì khi gặp ai học khắp sáu cốc bảy kiếm chín xô quyền ngọc pentacle. Mình thấy thông điệp của tổng bài số 2 này, mình thấy rằng là cái sự thay đổi này theo các bạn, các bạn nhìn bài thì các bạn nghĩ là sự thay đổi này để kiếm tìm một tình yêu khác mới hơn hay là một tình yêu cũ? Thực ra thì ở đây chúng ta có cái năng lượng của 6 cấp. 6 cấp là người cũ nhưng cũng không thể dựa vào 6 cấp để nói rằng đây là người cũ được. Bởi vì các bạn biết là 6 cấp có đại diện cho một chàng trai, một cậu bé đang tặng hoa cho một cô bé. Nó biểu hiện một là người cũ, nó cũng biểu hiện cho sự chúc mừng. Và cái người cũ này có thể là một người bạn cũ, đúng không? Một người bạn cũ, một người nào đó đã cũ trong cuộc sống của chúng ta chứ không hẳn là cái người trong cuộc này. Nhưng mình dựa vào đây để mình thấy rằng đây là mối quan hệ các bạn sẽ gặp lại, chứ không phải là người mới. Bây giờ mình đã phân tích cho các bạn nghe. Ở đây, trước hết là Ace of Wands, có một sự sống lại ở đây các bạn. Cái từ Ace of Wands, cái lá bài Ace of Wands nó không giống lá bài của Churchman là có sự tái sinh. Lúc đầu chúng ta có cái thấy là sự tái sinh trong cái trải bài đầu tiên của tụng bài số 2, cái phần trách năng lượng ấy. Nó có lá bài của Churchman, nó là sự tái sinh rồi. Đấy, và Ace of Wands là sự sống lại. Các bạn cứ tưởng tượng như ở một vùng đất chết mà nó mọc lên một cái mầm cây. Nó chính là cái sự sống lại. Và chứ cái tái sinh với sống lại nó giống nhau thôi. Chỉ có là tái sinh là từ Hán Việt nghe nó có vẻ sang. Hồi sinh. Nhưng hồi sinh với tái sinh đều giống nhau, nó chỉ nghe nó sang trọng, nó quý phái thôi. Lá bài của Five of Cups nó biểu hiện là sau một khoảng thời gian suy nghĩ, các bạn thấy cái hình ảnh của một chàng trai đang cầm một cốc trên tay đang hỏi cái Five of Cups này giống với Five of Cups khác với Five of Cups của Dilemma Tarot nhá. Thì Five of Cups ở đây là chàng ấy đang nhìn vào con cá, chàng tự hỏi rằng tiềm thức hoặc là trực giác của mình đó là ta nên làm như thế nào. Và trong cái khoảng thời gian yên tĩnh để lắng nghe bản thân mình đó, thì cái người đàn ông này họ nhận thức ra một điều của The High Priority. The High Priority là sự thức tỉnh, bởi vì The High Priority đại diện cho một người có trực giác, có tâm linh, biểu hiện cho một giai đoạn thức tỉnh tâm linh, nhận ra một cái điều gì đó về sự thật. Tâm linh là gì? Tâm linh là gạt bỏ đi những phần trần tục của bụi trần ấy, để thấy một trái tim trong sạch, thanh sạch, thuần khiết, nhận ra những điều đẹp đẽ của chính bản thân ta. Những gì nó thuộc về đẹp đẽ, nó thuộc về đạo lý, nó thuộc về cái phần người, thì đó chính là tâm linh các bạn nhá. Và từ khi sau khi họ trực giác ra thì họ nhận ra rằng họ yêu một người nào đấy, họ yêu, họ nhận ra được cái sự trưởng thành, cái trách nhiệm của tình yêu với một người nào đấy, có sự khởi đầu lại, có sự gặp lại. Và trong cái sự gặp lại ở đây, tại sao mình nói là của người cũ? Người cũ ở đây mà mình thấy cụ thể là một người vợ hoặc một người nào đấy mang cái tính chất chăm lo. Chăm lo là cái nơi bến đỗ bình yên cho họ. Trong lá bài của Chín Xu, lá bài của Queen of Pentacles, chứ không phải là cái nơi cho họ những giây phút sung sướng về cái bản ngã của bản thân các bạn nhé. Để không phải là những người gọi là chiều chuộng cái bản ngã của họ, mà là cái người họ nhận ra rằng đó mới là người họ cần trong cuộc sống này. Bởi vì người đó là mang năng lượng của Chín Xu, họ chính là người phụ nữ độc lập, tự chủ,
một người phụ nữ có thể gọi là nội tướng trong nhà trong Wheel of Pentacle, mà trước đây họ đã nghi ngờ, họ đã muốn rời đi khỏi mối quan hệ này bởi vì họ cảm thấy rằng trong lá bài của đấng môn họ cảm thấy cô đơn. Thì sau một khoảng thời gian họ nhận ra rằng đó mới là nơi yên ổn nhất, nơi bình yên nhất, nơi trọn vẹn nhất của họ, và có cái sự quay trở lại ở đây các bạn nhá. Thì dù bạn là nam hay nữ thì đây cũng là tụ bài của bạn, bạn tự đổi chiều nhá. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Những ai mới biết đến kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh này, like và comment. Và nếu mình có nhận trả bài riêng, nhưng trả bài riêng thì mình làm vào buổi tối. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình. Tất cả thông tin mình để ở phần chọn tụ và phần mô tả nhé. Thông điệp của chúng ta hôm nay đến đây có thể là trọn vẹn rồi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 3. Ở tụ bài số 3, mình trước hết là mình rút, bao giờ mình cũng rút bài trước để mình định hướng. Ví dụ như trong hôm nay mình sẽ dự định chuyển tải thông điệp này cho đến những đối tượng nào, thì mình sẽ trả bài trước để mình tìm xem là ba cái tụ bài nó có bị trùng nhau hay không, là những cái người mà mình hướng tới cái thông điệp đấy nó có thuộc về những người mà mình đang cần truyền tải thông điệp hay không đấy. Và nếu như mình cảm thấy nó trùng thì mình sẽ xin để mình rút lại. Và đương nhiên trong quá trình rút mình không có sự sắp xếp đó nhá, mình khẳng định cái điều đó, nghĩa là bài lên như thế nào thì mình sẽ trung thành với lại bài, chỉ có điều là nó phải phục vụ cho cái mục đích mà mình hướng tới. Ví dụ đối tượng nào, đó là lý do mà tại sao mình rút bài trước. Và thứ hai nó là tiết kiệm thời gian, bởi vì mình thấy trả bài của mình nó thường rất là dài. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài. Ở những người chọn tụ bài số 3 này thì mình thấy giống như dành cho những bạn mà đã chia tay rồi, đã chia tay rồi, và các bạn đang ngẫm nghĩ về tất cả mọi điều trong cái quá trình chia tay đấy. Các bạn suy nghĩ về bản thân, về những gì đã xảy ra nhá. Mình thấy có năng lượng đó. Tại sao mình nói như vậy? Trước hết có năng lượng của cự giải trong lá bài của The Child. Thì cự giải đây không phải là cung của các bạn, mà cái năng lượng của The Child là những người rất coi trọng gia đình. Bởi vì các bạn thấy đấy, cự giải hình mẫu của hình ảnh của con cua, nó đi đâu nó cũng mang cái nhà trên lưng cả đấy. Cho nên là ở đây mình thấy có cái năng lượng đó là họ đã xác định gia đình là quan trọng rồi. Những người chọn tụ bài số 3 giống như họ đã xác định được cái quan trọng nhất trong cuộc đời của họ chính là gia đình, là thể hiện lá bài của cự giải. Tiếp theo lá bài của Wheel of Fortune vẽ hình của một cô gái, cô đang múa, và trên theo cái hướng múa của cô ấy là bốn cái chất của đất, nước, lửa, không khí trong vũ trụ, thì nó đại diện cho một sự nhận thức là cô ấy nhận ra rằng cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, giống như có nhận ra được cái vận hành của vũ trụ, những cái đạo lý ở đời, những cái gì đó thuộc về đạo lý, về truyền thống, về cái đạo đức của con người, thì cô ấy nhận ra. Và cô ấy cũng đồng thời nhận ra luôn, mình đang gọi là cô ấy là bởi vì có đầu phone nhá, còn có thể các bạn là nam hay là nữ là tùy các bạn. Mình cô ấy bởi với nhân vật này mình thấy mình gọi là cô ấy, hoặc là người này thì mình có thể gọi là người này, hoặc là bạn, thì mình thấy bạn hoặc người này đã nhận ra được ai chính là True Hợp Pháp của mình. Đấy, True Hợp Pháp ở đây nó biểu hiện cho một mối quan hệ mà khi các bạn ở bên nhau, các bạn giúp đỡ nhau, các bạn hỗ trợ nhau thực hiện những bài học để tốt hơn, để các bạn nâng cao tần số năng lượng. Nói đơn giản đó là các bạn giúp đỡ nhau trong cái hành trình cuộc sống này. Thì ở đây cái người chọn tụ bài này hoặc là đối phương các bạn đã nhận ra cái điều đó. Nhưng mà tuy đã nhận ra điều đó rồi, nhưng cuối cùng thì các bạn vẫn có cái năng lượng của hai xô, năng lượng của hai gậy, của hai kiếm. Thì tất cả những cái lá bài này nó đều phản ánh một cái năng lượng, đó là các bạn biết rõ điều đấy nhưng các bạn vẫn cứ ngóng về một nơi nào đó ở xa, ở chùa, họ ở chùa Pentacle ấy. Mình cũng cảm giác như là các bạn cho rằng cái nơi các bạn đang ở nó tù túng, nó ngột ngạt, nó không phải là nơi của các bạn, mà cái nơi của các bạn phải là nơi ở ngoài khơi xa thế này, nó lồng lộng gió thế này, nó mênh mông sóng nước như thế này, và các bạn cứ thế. Nhưng các bạn lại không đủ can đảm để bước ra khỏi cái năng lượng đó, và các bạn cứ so sánh, cân nhắc là mình nên đầu tư vào đâu. Và cứ thế các bạn cân nhắc như thế này, mình thấy rằng có lúc bạn muốn rời đi nhưng bạn lại rời đi không nổi, bởi vì mình thấy bạn có cái năng lượng của chất tịt. Có cái nghĩa là chất tịt là những người mà khi họ làm bất cứ một điều gì họ đều cân nhắc
thiệt hơn rất là nhiều. Họ cân nhắc về thiệt hơn, họ cân nhắc về nhân quả, họ hiểu một điều rằng nếu chỉ họ làm sai thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Và bởi vì thiên bình, năng lượng của chất tỉnh của thiên bình thường là những người làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến cái sự hợp lý nhiều hơn đấy, cho nên là mình thấy có cái năng lượng hợp lý và công bằng nhiều hơn. Cho nên cuối cùng thì họ là khinh hợp quan, họ đang ngồi trầm ngâm, họ suy nghĩ, họ vẫn chưa quyết định được cái điều gì cả nhá. Đấy thì mình thấy cái năng lượng của những người chọn tụ bài số 3 thì có thể là bạn hoặc là đối phương của bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái bộ chakra Wisdom Tarot để mình điều gì đang diễn ra bên trong họ. Thực ra là tụ bài số 3, ngay từ tụ bài đầu tiên nó cũng đã có phản ánh cái năng lượng là điều gì đang diễn ra bên trong bạn rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn muốn xem rõ hơn. Điều gì đang diễn ra bên trong bạn? À quên, điều gì đang diễn ra bên trong họ chứ. Điều gì đang diễn ra bên trong họ? King of Pentacles. Queen of Swords. Ace. Tower. Bảy kiếm. Đồng môn. Bảy gậy. Cần nai ở khắp. Điều gì đang diễn ra bên trong họ? Mình thấy cái người này ấy, nhìn bên ngoài thì trầm lặng nhưng ở bên trong thì đầy những cái những giống như thể là những cái tiếng lửa lòng ấy, những lửa lòng mà giống như thét gào bên trong lòng họ vậy. Trước hết là họ năng lượng của khinh hợp Pentacle. Người này là cái người rất chắc chắn, cẩn thận. Tất cả những cái điều mà họ hướng tới là sự an toàn. Người này họ coi trọng cái sự an toàn. Thì cái sự an toàn này có thể là gia đình, nghĩa là tất cả những gì mà họ hướng tới đều là sự ổn định và an toàn. Và cái người này là cái người mà họ rất ngại sự thay đổi. Nếu họ có cái điều gì đó thì họ chỉ muốn giữ yên. Nó có thể là yên lặng đấy và tốt hơn. Nếu không tốt hơn thì cứ duy trì như cũ. Còn họ không có xu hướng đổi mới. Những người có khinh hợp Pentacle là những cái phần Pentacle là những người không có cái xu hướng đổi mới, không có nhu cầu đổi mới. Mà khi có năng lượng khinh hợp Pentacle thì càng thể hiện rõ cái điều đấy. Nhưng đó là bên ngoài, bên ngoài của họ là cái tư tưởng của họ, nghĩa là cái họ 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 nghĩ họ định ấy. Nhưng cái bên trong họ chính là từ nay làm quan, cứ có một cái gì đó gào thét bên trong lòng họ, được sống với đam mê của mình, được sống với lại cái con người thực sự của mình. Và nó bảo Queen of Swords ấy, nó đại diện cho một nữ hoàng kiếm. Nữ hoàng kiếm thường nói đừng đại diện cho sự thật, cho một lý trí thấu rõ cái điều mình muốn. Và cái điều mà mình mà cái cô Queen of Swords này thấy ấy, là cái hoàn cảnh của mình đã đến lúc phải kết thúc rồi, trong lá bài của Death rồi, sẽ phải đi ra khỏi nó rồi, phải đi ra khỏi nó rồi, phải sụp đổ rồi đấy, phải 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 đánh đổ nó để đi tìm một cái mới hơn, tốt hơn rồi. Trong lá bài của bảy kiếm đã phải đi rồi nhưng mà cô cứ dùng rằng ở lại. Và bởi vì cô cứ dùng rằng không quyết định được. Trên cô có năng lượng của The Moon, có một sự cô đơn mà không biết mình đang ở đâu trên hành trình này, mình ở đâu trên thế giới này. Cô cứ nhận, các bạn có thấy hình ảnh của một cô gái đang chuẩn bị hành trang để ra đi nhưng cuối cùng lại chưa định hướng được là mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì. Và cần đây khác ở đây vẽ hình của một cái người mà
giống như là họ đi tìm tình yêu ấy, giống như người đi tìm tình yêu nhưng không biết là mình có nên đi tìm hay không và mình có tìm thấy hay không, có nghĩa là mình có tìm được hay không. Bởi vì bản thân thực ra tìm được hay không không phải là không có nơi để tìm, mà là mình có đủ dũng khí, mình có đủ cái niềm tin, có đủ cái sức mạnh để mình tìm hay không. Thì mình thấy cái điều đang diễn ra bên trong họ là như vậy, thì mình sẽ xem là ở đây cái điều họ đang diễn ra nhá. Mình vẫn cứ thử xem một tờ bài nữa xem là cái gì đang xảy ra bên trong con người này cho nó rõ hơn một chút nữa. Mình cầm bài ngược cho nên cái này vẫn tính các bạn nhé. Mình cầm bài ngược. Ô hay. Ô, mình không nhân nữa. Cái lúc nãy mình xếp bài bị ngược chân là cái cứ lá bài nào ngược thì hoặc là để mình xếp lại. Lúc nãy lúc mình xếp lại nó bị lẫn lộn, cho các bạn chờ cho mình vài phút để mình xếp lại bài nhé, bởi mình không trả bài ngược. Mình ở đây là mệt không muốn nói rồi. Lúc sáng đi dậy 2 tiết đến bây giờ hôm nào trả bài của mình cũng dài cả tiếng đồng hồ, nên bây giờ mệt là không muốn nói nữa rồi. Phải để dành thời gian đến buổi chiều để mình dạy tiếng Trung và buổi tối mình trả bài riêng. Các bạn có thấy là công việc của mình bận rộn đến mức nào không? Nhưng mà nếu mà không bận như thế người ta sẽ cảm thấy buồn. Chứ mỗi người có một cách xử lý, nhưng cách xử lý của mình là công việc. Lao vào công việc thế là quên hết tất cả sự đời. Rồi. Đến lúc mệt quá lên giường là chỉ muốn đi ngủ thôi. Rồi. Trang Four of Pentacles. Ở đây mình thấy những người là như thế này. Những người chọn tụ bài số 3 ấy, các bạn có được cái khao khát. Các bạn không hiểu vì sao mình thấy cái lá bài của chúng ta nó hiện lên cái hình ảnh của một cái người cột của một cái người đàn ông ấy, họ yêu bằng một tình yêu tôn thờ các bạn ạ. Họ yêu bằng một tình yêu tôn thờ trong lá bài của chúng ta. Lá bài của chúng ta nó khác với lại những lá bài chúng ta của The Man Tarot. Và Tarot cơ bản đó là nó thể hiện một người phụ nữ dịu dàng, nhưng ở đây là một người phụ nữ mà bằng một tình yêu tôn thờ. Các bạn thấy đấy, con sư tử nó yêu đến mức mà nó dũng mãnh như thế, đó là chúa tể sơn lâm mà nó để người đàn bà nó yêu ngồi trên lưng của nó, bằng một tình yêu tôn thờ, bằng một tình yêu cung phụng. Họ có một tình yêu đó có nghĩa là họ yêu một ai đó bằng một tình yêu đấy, nhưng mà họ lại không dám sống thật với bản thân trong lá bài của bốn xu. Họ cứ ở trong cái tư thế là họ không dám đi ra khỏi cái vùng an toàn, và họ cứ thế, họ không biết lựa chọn, họ giày vò bản thân mình trong, hoặc là bạn hoặc là họ nhé, trong bản thân mình trong cái việc đây. Cái nào cho đây họ rất muốn được làm cái điều họ muốn, họ được muốn vung cái thanh kiếm này để họ đi tìm cái điều họ muốn, nhưng họ lại không dám đi ra. Và họ cứ như thế này, họ cứ cái lá bài của Seven of Wands nó thường biểu hiện trong một cái thách thức nào đấy, và họ biết nó là thách thức và họ chưa
có thể đủ dũng cảm để đi ra khỏi cái thách thức đó, và họ cứ chần chừ nên trong lá bài của bảy kiếm này, và họ cứ vung kiếm lên giống như họ nhìn thấy, họ hiểu được cái điều, họ sáng rõ là cái điều họ muốn rồi, nhưng mà cuối cùng thì họ không bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn đó nhá. Khinh hợp mà pentacle chính là cái vỏ bọc an toàn. Họ ngại thay đổi bởi vì họ sợ, họ không đủ dũng khí để thay đổi thôi. Ở tụ bài số 4 mình vẫn phải làm thêm cho các bạn một tụ bài nữa cho nó rõ ý, một cái bài nữa cho nó rõ ý, đó là vũ trụ đang sắp xếp điều gì cho các bạn ở trong tình huống này nhá. Nếu mình cứ để dừng lại đây thì mình thấy nó chưa hết ý, các bạn sẽ băn khoăn. Tụ bài số 1 rất là ngắn bởi vì thông điệp nó rõ ràng rồi. Tụ bài số 2 thì cũng bình thường, riêng tụ bài số 3 thì tính của mình làm gì cũng phải có trách nhiệm. Dù là trả bài chung hay trả bài riêng thì trả bài riêng thì đương nhiên nó cụ thể hơn, nó chi tiết hơn, nó theo ý của các bạn. Còn ở chủ trả bài chung thì nó theo mạch bài, nhưng mà tính của mình là như vậy. Mình làm gì cũng phải cho nó có đầu, có cuối, có ngọn, có ngành. Và dù là người học hay là ai, họ tiếp nhận cái gì của mình, họ cũng cảm thấy, phải cảm thấy hài lòng, để cảm thấy thỏa mãn cái điều họ muốn. Rồi bây giờ mình hãy xem là vũ trụ đang sắp xếp cho các bạn điều gì. Air shot. Tám gậy. Mệt nhỉ. Mình thấy những người chọn tụ bài số 3 đúng là rồi. Công chúa kiếm, The War, The Hermit. Vũ trụ đang sắp xếp cho các bạn điều gì trong cái quan cái tình huống này. Bảy gậy. Ba gậy. Hai gậy. Cái điều mà các bạn đang sắp xếp, vũ trụ đang sắp xếp cho các bạn ở đây, đó chính là sự quyết đoán. Ở đây tụ bài số 3 dành cho những người có mấy vấn đề như sau. Một là họ là người không thể quyết đoán được một việc gì. Đấy là thứ nhất. Một người không thể quyết đoán được việc gì. Đó là thứ nhất. Thứ hai là một người ngại sự thay đổi, thích sự an toàn. Nghĩa là vì cái điều đấy mà không dám thay đổi, ngại thay đổi. Mà các bạn biết không, năng lượng luôn luôn thay đổi các bạn ạ. Và khi chúng ta không thay đổi thì chúng ta không thể phù hợp được với đối phương, hoặc phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với bất kỳ đối tác nào, dù là trong công việc cho đến các mối quan hệ. Cho nên trong cặp vợ chồng mà tại sao mâu thuẫn? Mâu thuẫn chỉ đơn giản là chúng ta không hợp năng lượng, không cùng tần số thôi. Và ở đây bạn này, bạn ấy cần có sự thay đổi, vũ trụ cần bạn ấy thay đổi, nhưng bạn ấy không chịu thay đổi. Cho nên là vũ trụ ra tay can thiệp để bạn ấy phải thay đổi. Cho nên đây có lá bài của Air Shot, nó đại diện cho có một cái lý trí sáng rõ rồi, bạn ấy nhìn thấy cái điều đó rồi. Bạn ấy cần phải thay đổi, cần phải hướng tới, phải vượt ra khỏi cái vòng an toàn, nó lá bài của tám gậy rồi. Phải thường đây không còn là Air Shot, là lý trí sáng rõ nữa, mà phải là hành động, trong lá bài của công chúa kiếm rồi, để đi tìm cái gì nó là đích thực cho mình, nó là trọn vẹn cho mình. Và hãy làm đi The Hermit, đừng đứng đó chờ nữa, hãy thắp lên một ngọn đèn, hãy đi đi, đừng ngại thử thách nữa, hãy đi đi, hãy vượt ra khỏi cái vòng cái sự an toàn đó đi. Và lá bài của ba gậy, vẫy hình của một cô gái đang đi tìm một cái chỗ để cô ấy cắm cái gậy này xuống, đó là sự khởi đầu. Và cô ấy đang băn khoăn là có nên đầu tư hay không, và hãy sống như mình muốn, trong lá bài của Canal Shot. Nghĩa là đây, hãy tin theo trực giác của mình, hãy tin theo lý trí của mình, hãy sống như mình muốn. Và thì mình muốn ở đây là gì? Các bạn phải tìm bạn, hoặc là họ phải tìm được cái mục đích sống, cái lý tưởng của các bạn là gì. Thực ra thì mình nói thật với các bạn này, có những cái chúng ta không thể cố chấp được. Ví dụ như là khi mà đứng trong một gia đình, mà khi mà các bạn đứng trước một cái việc, đó là các bạn lựa chọn giữa đam mê của các bạn, nói thẳng là cô bồ thứ ba đi, và gia đình của các bạn, thì mình thấy tất cả những người xung quanh, từ là vợ này, gia đình nhà họ này, gia đình nhà vợ này, đến bạn bè đồng nghiệp, đều có một cái quan điểm, đó là những người mà không mà bỏ vợ con, vợ đang tốt như thế, con đang ngoan như thế, gia đình đang như thế mà bỏ, thì đấy là loại ngu, là loại thế này, loại thế kia. Nhưng chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu được rằng
Khi mình sống không còn tình cảm nữa, không còn tình yêu nữa thì đó là cuộc sống địa ngục. Nhưng bạn lại phải hiểu rằng vậy cái điều mà các bạn đang chạy theo, các bạn đang cho nó là tình yêu đấy, nó có thực sự là tình yêu hay không, hay nó chỉ là cơn say nắng thôi, đúng không? Vậy thì bạn tự hỏi rằng là ví dụ như là mình là ở trong cái trường hợp này thì mình sẽ tự hỏi rằng vậy cái điều mà mình cảm thấy buồn trong cái mối quan hệ với vợ mình là gì, đúng không? Mình phải tìm ra cái lý do đó và hai bên cùng thay đổi, cùng hâm nóng tình cảm đi. Và nếu đến một ngày nào đấy mình cảm thấy đích thực nó không còn là tình yêu nữa, thực sự không thể thay đổi được nữa, thì hãy sống như mình muốn. Và thì khi hãy sống như mình muốn, hãy dám nói lên tiếng nói tình yêu của mình, hãy dám sống thật với lòng mình. Tâm linh chính là như vậy, tâm linh luôn hướng chúng ta đến sống thật, sống đúng và sống ý nghĩa trọn vẹn các bạn ạ. Còn khi mà các bạn chưa thể biết được mình cần gì, mình muốn gì, hoặc các bạn biết rồi mà các bạn không muốn dám sống thì các bạn chưa đủ tư cách là đàn ông, nói thẳng là như thế. Nếu các bạn là đàn ông thì các bạn chưa đủ tư cách là đàn ông. Các bạn là phụ nữ, các bạn chưa đủ lý trí sáng suốt, chưa đủ cái tình yêu bản thân, biết được mình cần gì ở cái cuộc sống này, và vũ trụ chỉ cho các bạn điều đó nhá. Thì những tụ người chọn tụ ngày số 3 chính là như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn mới biết đến kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé, để lại like và comment cho mình. Và những cái comment của các bạn ấy nó rất là ý nghĩa, ở chỗ là trước hết là mình biết là cái khả năng của mình đến đâu, cái thực lực của mình đến đâu, mình cần thay đổi điều gì, phát huy điều gì. Và đương nhiên cái sự góp ý nó dựa lên tính xây dựng chứ không phải là tính chê bai, phán xét và hạ bệ nhau các bạn nhé. Và thứ ba nữa đó là mình cũng cần biết là cái điều các bạn đang mong muốn là gì để mình có thể ra những trải bài chung tiếp theo, hoặc là mình viết những cái bài để có thể chia sẻ cùng các bạn. Thì các bạn có thể đọc ở trên kênh của mình hoặc là Facebook và Zalo của mình nhá. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.